Hello, xin chào tất cả các anh em, mình là Giang đây. Rất vui vì anh em đã quay trở lại với video của mình ngày hôm nay. Hôm nay mình sẽ làm một cái video về chủ đề chamfer hay còn gọi là giác máng nha. Ủa lộn, giác mép á, lộn nữa. Cái video này mình làm trên cả hai phiên bản, một phiên bản tiếng Anh, một phiên bản tiếng Việt. Các anh em đang coi phiên bản tiếng Việt, nếu anh em nào mà ghét phiên bản tiếng Anh và không thích nghe tiếng Anh mình nói thì có thể coi tiếp cái video này. Và đây là trên màn hình của mình một con hàng mình dùng để minh họa cho anh em. Đây là một trường hợp thực tế mình cũng mới gặp và mình thấy nó cũng khá hay nên cũng muốn chia sẻ với anh em nào mà thấy nó nhảm quá thì thôi khỏi coi. Ok, thì trước khi đi vào video này mình cũng muốn nói là cái video này mình sẽ làm một cái đường giao multi axis, đường giao nhiều trục. Anh em nào mà chưa có quen với đường giao nhiều trục thì có thể không cần xem cũng được. Anh em nào mà hứng thú muốn coi và muốn học và tìm hiểu thêm về đường giao multi axis thì có thể coi tiếp ha. Thì đây là cái con hàng của mình, hay còn gọi là chi tiết đó mấy bạn. Đâu rồi đây, mình rất là cẩn thận mình vẽ con hàng cho anh em các bạn coi ha. Đó, đây là con hàng của chúng ta. Nó có phần cái phần màu đỏ 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 trong cái lỗ kìa. Đó, cái đó là một cái chamfer đó anh em, nó một cái vác mép thôi. Vậy cái vác mép này có gì đặc biệt mà mình phải làm video đó? Thì anh em thấy thứ nhất cái điều đặc biệt nó là nó một cái vác mép 25 độ. Anh em thì thường sẽ thấy vác mép 45, 30 độ, 60 độ những góc thông dụng, nhưng mà trong một số trường hợp như cái mặt lắp ráp chẳng hạn đó, hoặc là mặt siêu thì chúng ta sẽ có những cái góc khác. Ví dụ như em này mình vẽ đại một góc 25 độ ha. Và còn một cái đặc biệt nữa đó là anh em thấy nó nằm ở trong một cái lỗ đó. Cái vác này nó nằm ở ở giống như dưới đáy một cái lỗ và nó nằm khá là sát cái thành lỗ như vậy. Anh em thấy không? Nó nằm rất là sát cái thành lỗ này ha. Thì mình vẽ như vậy để anh em thấy cái tình huống mà chúng ta gặp phải. Thì đối với một chi tiết như thế này thì anh em muốn chamfer nó thì anh em sẽ nghĩ ngay đến việc là chúng ta có thể sử dụng một cái đường dao 2D chamfer, chúng ta chamfer nó thôi. Nó một con dao thay vì 45 độ thì chúng ta làm dao góc 25 độ và chạy bình thường, không có gì đặc biệt hết. Đó. Thì ok, anh em nằm chamfer thì anh em chamfer, nhưng mà anh em thấy trong một số tình huống thì sử dụng chamfer không phải là cái mà chúng ta có thể phương án chúng ta có thể sử dụng được. Ví dụ như anh em thấy cái con này 25 độ thì để mà có dao chamfer 25 độ chắc chắn chúng ta phải đi mài rồi, hoặc là phải đặt hàng, đặt hàng công nhà cung cấp mài. Vì những cái góc không thông dụng như vậy thì chắc chắn là phải phải đặt order riêng chứ không có sẵn cho anh em xài được, phải tự nhiên lên mua là có. Đặt mài riêng thì cái nó là đặc biệt, thì chắc chắn cái gì đặc biệt thì nó sẽ mắc rồi, không phải rẻ những cái thông dụng tiêu chuẩn được. Cái thứ hai là khi mình đem đặt hàng thì người ta phải mất thời gian, người ta làm, người ta mài cho anh em thì sẽ không có số ấm được. Mà nhiều khi ta đưa cục hàng cần yêu cầu chiều có thì đây không phải là một cái phương án khả thi đúng không? Thì chúng ta cố tình chúng ta không có tính đến phương án này nha. Chúng ta không có chamfer nữa. Nếu mà chamfer được thì không nói làm gì, quá đơn giản. Ok, phương án tiếp theo chúng ta có thể nghĩ tới là chạy 3D. Chắc chắn rồi, mặt 3D thì phải chạy 3D chứ không là chạy gì. Đó, thì đây mình cũng có tạo một sẵn một cái đường toolpath 3D surface contour cho anh em coi. Thì đây là một phương án khác anh em có thể cân nhắc tới ha. Ví dụ mình để đây cho vui thôi chứ mình cũng đâu có xài cái này. Nếu mà xài cái này thì mình làm video làm gì nữa. Nhưng mà mình để cho anh em có thể so sánh thôi. Đó, thì đây chúng ta chạy 3D cái bề mặt chamfer này. Ở đây mình sử dụng một con bull mill. Con bull mill là con dao giống như con dao ngón mà nó có cái góc corner, có góc bò ở phía phía dưới đáy. Đây là con 8R1. Con 8R1 này thì mình chạy được cái mặt này ha. Mình không có sử dụng con bôn giao cầu 8 hoặc là con bôn khác, bởi vì cái anh em thấy có một cái đặc điểm đó là cái mặt chamfer này nó nằm quá sát cái thành lỗ này. Nếu mà anh em sử dụng một con dao có R lớn thì chắc chắn nếu mà anh em gia công phía phía điểm đầu phía trên này thì chắc chắn nó sẽ lẹm vô cái lỗ phía trên của chúng ta và không ăn không 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 lụm được rồi. Đó. Thì bắt buộc chúng ta phải sử dụng con dao, một là con bôn giao cầu đường kính nhỏ, hai là anh em muốn giao cứng vững thì anh em bắt buộc phải xài con bôn này thôi, con bôn R1 đó. Ví dụ con bôn này bôn R nhỏ ha. Và cái nhược điểm một con bôn R nhỏ hay là con cầu đường kính nhỏ thì anh em biết rồi, chúng ta chạy mặt 3D đường kính càng to thì cái step down, cái step chúng ta sử dụng càng lớn.
Nhưng mà đây do đường kính theo góc bo nó nhỏ quá, góc bo con dao nó nhỏ quá thì chúng ta phải sử dụng cái step down. Trong trường hợp này là step down, step down nhỏ thì chúng ta có một bề mặt nó tương đối nó mịn được, mịn màng được đó. Đó, mình cố tình để tìm được nhược điểm của nó để mình chuyển qua cái đề tài mình sắp làm nha anh em. Ok. Đó, khi mà chạy 3D thì chúng ta có một cái nhược điểm như này, đối với cái trong tình huống này đi thì chúng ta phải chạy step down nhỏ để có bề mặt nó mịn. Thì đó là một cái vấn đề về thời gian ha. Nhiều khi bề mặt lắp ráp mà anh em mà yêu cầu độ nhám cao, độ bóng cao hoặc là độ láng mịn á, mà anh em chạy 3D thì nó lại không đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật chẳng hạn. Đó, chúng ta có thể bỏ nó qua một bên đi ha. Nhiều ông chưa coi kỹ đã hỏi tôi, ủa sao không swap đi? Giả sử nha, chúng ta có máy máy 50 hoặc máy có bàn xoay đi, mấy ảnh hỏi ủa mày sao nó mặt này đơn giản mà xong swap đi. Swap là sao? Bạn swap là sử dụng một con dao ngón á, rồi cho nó chạy bám theo bề mặt này nè, nghiêng dao để cho nó chạy bám theo mặt mà swap được thì nói làm gì nữa mấy ba. Đây swap nè, mình có tạo một cái swap đây, mình đã cố tình đưa cái chamfer này nó sát vô cái thành của cái lỗ này rồi thì swap bằng niềm tin đó. Thì đây là những gì xảy ra khi mà chúng ta swap ha. Đây là swap nè mấy bạn, swap là nó con dao nó sẽ nghiêng theo bề mặt của chúng ta. Đây là swap nha, nó swap kiểu gì mà swap ăn như chi tiết cây số vậy nó. Thì trong trường hợp này chắc chắn mình sẽ không swap được nha anh em. Swap mình có thể swap cái chamfer ngoài này hoặc cái chamfer ở trên miệng lỗ này thì may ra cũng swap được. Như vậy là mình đưa nó vô thế khó rồi, swap là dính dính trưởng liền đó. Đây là swap nha anh em, thấy năng lẹo chi tiết không? Nên trong trường hợp này chắc chắn không sẽ sử dụng swap được ha. Và đây là cái phương án mà mình muốn đề xuất, mình muốn chia sẻ cùng các bạn tiếp theo. Đó là nó cũng dạng dạng như swap đó bạn, nhưng mà nó kiểu khác. Mình không sử dụng con dao ngón mà mình dùng con chamfer, mình tận dụng cái góc vát của con chamfer để mình đá bi nó, mình gọi là đá bi ha, nghĩa là mình đá cho nó nghiêng chút xíu nó, để cái góc chamfer đó, góc chamfer của con chamfer mình áp vô cái bề mặt mà mình cần gia công đó. Đó là cái kỹ thuật mình gọi là đá bi ha, nói vui vui cho anh em đỡ buồn ngủ thôi. Đây con swap bằng con enmil chắc chắn là không được rồi. Bây giờ mình sẽ chuyển qua xài con chamfer, chamfer 45 độ là con mà rất là thông dụng mà anh em nhắm mắt mò mò trong xưởng cũng thấy nữa. Anh em mà không có con chamfer 40 45 nữa thì nghỉ khỏe luôn đi. Đây mình nói chung ha, mình có thể sử dụng con chamfer 45 hoặc bất kỳ con chamfer nào thông dụng khác mà anh em có thể kiếm được, như con 30 60 độ chẳng hạn. Nhưng mà đây mình trong trường hợp dễ nhất là con chamfer 45 độ nha, việc tính toán nó cũng đơn giản hơn nữa. Mình thích cái gì dễ dễ thôi. Ok. Thì để được làm được điều này anh em sẽ qua cái phần multi axis đây. Nó bắt buộc đây là mình sử dụng chamfer trên máy nhiều chục nha anh em. Máy 30 thì mình không 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 có nói đến trong video này rồi. Thì đây mình sẽ chọn một cái đường chạy dao, đó là projector, một cái đường chạy dao khá là hay, mình sử dụng nó rất là nhiều trong nhiều trường hợp để làm nhiều cái việc hay ho khác. Nó khá đơn giản, tính toán nhanh. Anh em mình cũng đã thử cái swap này và sử dụng con chamfer, mình thấy cái tính hơi lâu á mà nó không có được đẹp nữa, nên mình quyết định sử dụng cái projector này nha anh em. Đó. Thì cái đường chạy dao projector này nó sẽ sử dụng cái đường mà chúng ta chọn để nó dắt con dao đi theo cái đường đó, và cái nó sẽ có một bề mặt để nó chiếu cái đường đó xuống bề mặt đó. Cái điều khiển trục dao, phương án điều khiển trục dao thì anh em quyết định, nó có nhiều phương án. Ok, thì đây là projector ha. Mình sẽ chọn cái con dao chamfer mình muốn sử dụng. Đây, mình mở nó cho anh em coi, một con chamfer D8 bình thường, góc 45 độ. Đường kính đỉnh coi như bằng 0 đi ha, nhọn luôn. Ok, sau khi mình chọn con chamfer này rồi á, thì mình sẽ qua phần kích pattern này đó. Sẽ có hai cái cần lưu ý. Thứ nhất là projection, nó cái projection này mình sẽ chọn cái đường mà mình muốn con dao nó đi theo. Để mình mở cái con hàng full ra nha. Đây là cái con hàng mình bổ dọc rồi. Đó, mà em thấy mình minh họa kỹ không? Kỹ còn hơn là giáo sư giảng trong trường đại học. Đó, mình sẽ chọn cái đường ở phía dưới cái chamfer này để mình điều khiển con dao của mình ha. Đó, kiểm tra chiều có đúng chưa? Ok men. Sau khi mình chọn cái đường dẫn cho con dao rồi, bắt buộc mình tiếp theo mình sẽ chọn cái dry surface này. Cái dry surface này nó là cái bề mặt để cho cái đường dao nó chiếu lên đó anh em. Nó có minh họa hình bên này nè, anh em có thể coi. Chắc chắn mình sẽ chọn cái mặt chamfer mà mình cần gia công rồi. Ok nha. Sau khi mình chọn xong cái dry surface này thì anh em sẽ thấy cái phần cutting size này. Cutting size này thì thường mặc định nó đang là center, nghĩa là cái tâm dao nó sẽ đi theo cái đường đó.
Anh em sẽ chuyển qua cái phần left này hoặc là right ha. Trong trường hợp này mình sẽ chọn left để con dao nó có thể dịch qua dịch lại, nó không có bám tầm theo đường đó, mình có thể dịch qua bên phải hoặc bên trái chút xíu. Thì mình sẽ chọn left ha. Tạm thời mình để đây bằng không đi, để xíu mình sẽ làm tới, mình sẽ cho anh em coi cái cut torrent này. Mình chỉnh cái dung sai gia công cho nó nhỏ chút xíu để cho nó mịn ha, mịn màng. Tiếp theo chúng ta sẽ qua phần tool access control. Cái phần này là có thể nói là quan trọng nhất nhì trong một cái đường chạy dao nhiều trục. Nó sẽ giúp cho anh em chọn cái phương án điều khiển cái hướng của cái trục dao trong quá trình chúng ta gia công. Và trong trường hợp này thì mình sẽ sử dụng cái phương án điều khiển trục dao là Surface with Tool ha. Đây, Tool Access Control, đây là chọn cái phương án. Nó có rất là nhiều phương án. Và cái thông dụng, một cái trong những cái thông dụng nhất đó là Surface và Surface with Tool. Cái Surface đó thì nó không cho anh em ngã ngã nghiêng nghiêng ngã giúp bề mặt sau để anh em phải bám theo như vậy rồi. Cái này thì coi như là vô dụng rồi, bí quá. Thì mình sẽ chọn cái thứ hai, đó là cái Surface with Tool. Với cái phương án này á, thì cái vector trục dao á, nó sẽ trùng với vector phát tuyến của cái mặt phẳng, xin lỗi, của cái bề mặt đó. Và chúng ta có thể nghiêng ngã thêm mà anh em muốn, anh em có thể nghiêng về trước ngã về sau bằng việc nhập thông số cho cái phần lead angle này, hoặc là anh em có thể ngã bên trái nghiêng bên phải bằng cách nhập cái góc nghiêng ở trong cái phần side, tilt angle side nè. Đó, cái này là nghiêng trái nghiêng phải nha anh em, so với cái hướng gia công. Còn cái này là nghiêng tới nghiêng lui. Đó. Thì tạm thời mình cũng để hai cái này bằng không, để mình để bằng không hết để cho anh em xem nếu mà chúng ta chưa có nghiêng ngã hết thì con dao sẽ chạy như thế nào. Đó, rồi rồi sau nữa một cái phần khác là collision control, kiểm soát va chạm. Thì cái này mình khuyến các anh em là không nên kiểm soát cái gì hết, không nên check chiếc gì hết. Nếu mình biết cái đường chạy dao nó sao rồi, mình sẽ tắt cái này đi để cho cái đường chạy dao mình nó mượt mà. Đó, nếu không đụng chạm gì cái lưỡi cắt hay gì đó. Cái này là khi mình kiểm tra va chạm đối với lưỡi cắt nè, cán dao hoặc holder thôi. Nếu mà mình biết chắc con cái đường dao mình nó sao rồi, mình nên tắt cái này đi để cho đường dao mình nó tính toán nó nhanh và nó mượt mà nữa. Giảm hết tất cả các yếu tố ngoại vi ảnh hưởng đến cái đường dao mình nha anh em. Đó, đây là cái phần linking giúp chúng ta khai báo những cái chuyển động vào ra dao này nọ. Đó, thì mình cũng tắt hết luôn. Anh em thấy không? Don't use là có không sử dụng lý nào gì hết. Ok, bây giờ mình kiểm tra cái plan top 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 rồi. Lượm tiền được chưa ta? Ok, thử nha, coi nó ra gì ha. Để cho tính toán chút xíu. Rồi, ok, nó tính xong rồi. Đó, đây là cái đường giao chúng ta ha, khi mà chưa có tinh chỉnh gì hết. Tắt cái pad đi, mở cái pad bổ dọc này. Đó, đây là cái con dao chúng ta ha. Đây là những gì sẽ xảy ra khi mà em sử dụng đường projector và chưa có nghiêng ngã gì hết. Em thấy không, con dao, cái mũi dao nó sẽ bám theo cái đường mà chúng ta chọn hồi nãy, cái đường ở phía dưới của cái mặt chamfer. Và cái vector, cái phương của cái con dao nó sẽ trùng với vector pháp tuyến của cái bề mặt ngay tại cái điểm tiếp xúc. Vector pháp tuyến là cái vector mà nó vuông góc với bề mặt đó anh em. Ví dụ cái mặt chamfer này, vector pháp tuyến nó đang là cái vector của cái trục con dao hiện tại đó, nó luôn luôn vuông góc với bề mặt tại cái điểm tiếp xúc, gọi là vector pháp tuyến. Cái anh kêu là normal vector đó anh em. Ok, anh em thấy à? Thì sau khi mà mình tính cái đường dao thì chắc chắn chưa sử dụng được rồi, nó mới chỉ như vậy thôi. Thứ nhất là đụng chi tiết, thứ hai là cái góc nghiêng của con chamfer nó chưa có bám theo cái bề mặt này. Đó, thì việc tiếp theo cần làm rất là đơn giản. Khi mà chúng ta biết rồi, nó đang như vậy đúng không, thì để cái con dao tiếp xúc bề mặt đúng theo cái đường vát 45 độ này, chắc chắn chúng ta phải nghiêng, chúng ta phải bẻ con dao một góc 45 độ rồi. Và bẻ theo hướng trái phải nha, chứ không phải bẻ theo hướng tới lui. Đó, con dao như vậy nó sẽ nghiêng phải cho nó một góc 45, nó sẽ áp cái mặt này vô cái bề mặt chúng ta. Đó, để chỉnh cái góc nghiêng đó thì anh em qua phần Tool Axis Control. Nó anh em chỉ cần qua cái phần Tilt Angle Axis này, anh em cho nó nghiêng 45 độ. Anh em có thể nhập cộng trừ tùy thích nha. Nếu mà cộng nó ra không đúng thì anh em nhập trừ cho nó đổi hướng thôi, cho nó đơn giản. Ok, cho nó tính chút xíu nha, để coi nó ra cái gì nè. Mình biết nó ra gì luôn á, nhưng mà đây mình làm video nên mình chờ chung với anh em cho vui thôi. Nó anh em thấy không, đây ha. Ok, nhìn có vẻ ngon ngon rồi đấy, ổn ổn hơn nãy rồi đấy. Đây anh em thấy không, bây giờ cái phần mà vác 45 độ của con chamfer chúng ta nó đã áp vô cái bề mặt 25 độ rồi, là coi như là đạt 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 được một cái yêu cầu ban đầu rồi ha. Nó con tool, con dao nó sẽ áp theo cái bề mặt của chúng ta như vậy.
Ngon lành cành đào chưa? Ok ha, sau khi được như vậy rồi, có một vấn đề phát sinh đó là thứ nhất là con dao tiếp xúc ngay mũi nè. Mình không có muốn một con dao chamfer nó cắt ngay mũi nó. Thứ nhất là vận tốc cắt nó bằng không rồi, bề mặt nó sẽ xấu. Thứ hai nó ra bờ vớ nữa. Và còn một cái nữa là ở phía trên này con dao nó chưa không có thoát được nè, nó đang lẹm vào cái thành của cái lỗ này. Thì đối với cái trường hợp này thì chắc chắn phương án của mình là mình phải tìm cách để mình dời con dao xuống, mình ép con dao xuống để cho nó tiếp xúc với phần trên này, tăng cái tốc độ cắt cho nó, tăng cái tốc độ cắt ha. Và thứ nhất là đó là thứ nhất, thứ hai là không có va chạm, không có bị lẹm vô cái phần cái lỗ phía trên này. Để làm được điều đó anh em sẽ làm như sau. Anh em quay trở lại vào cái toolpad và anh em quay trở về phần cut pattern này. Nó hồi nãy mình để cái này bằng không, bây giờ mình sẽ cho một cái giá trị vô cho nó bằng không ha, thì nó sẽ bám theo cái đường đó. Bây giờ mình offset qua 1 ly đi đó, thì nó sẽ dịch con dao qua 1 mm và mình tính toán lại ha. Đây đây nó, bây giờ anh em thấy không, con dao nó đã giờ qua chút xíu rồi, nó không có cọ vô cái lỗ chúng ta nữa. Nó ngon lành chưa? Chưa ngon đâu, tại vì bây giờ con dao nó đã ra ngoài rồi. Đây, con dao nó nằm xích ra ngoài như vậy rồi, nó không có tiếp xúc vô cái mặt của chúng ta nữa anh em ơi. Rồi, đó. Khi mà chúng ta dời chúng ta nhập cái khoảng giá trị offset thì con dao nó sẽ dời ra. Nó dời ra so với cái đường ban đầu. Nó dời ra như vậy thì để làm sao cho cái con dao nó quay tiếp xúc lại với chi tiết thì bắt buộc chúng ta phải ép con dao nó đi xuống. Để làm được điều đó anh em sẽ vô tiếp phần đâu rồi, utility đây, đây utility nha anh em. Anh xem sẽ thấy có một phần gọi là axial shift. Cái phần này nó sẽ cho phép chúng ta dời cái mũi dao lên hoặc xuống theo cái hướng dao hiện tại ha. Hồi nãy anh em dời 1 ly đi thì mình sẽ dời xuống 1 ly. Anh em thấy không, tại sao lại là dời xuống 1 ly thì lát nữa mình sẽ trình bày thì sau ha. Đó, mình cứ nhập chiều 1 đi. Đó, rồi tính lại. Hay lượm tiền anh em ơi. Đó, bây giờ mình tính lại ha. Đó, thấy chưa? Ngon lành. Sau khi mình dời xuống 1 ly thì con dao nó không còn nằm ở lưng lửng trên nữa, mà nó đã bám lại vô bề mặt của chúng ta rồi. Đó, ngon lành chưa? Đó, anh em thấy tiếp xúc không? Đó, nhìn thấy mờ mờ tiếp xúc không? Đó, ngon lành cành đào. Khi mà anh em thấy vị trí này còn chưa chưa đủ ngon á thì anh em có thể kéo con dao xuống chút xíu nữa cho nó tiếp xúc đâu mép mép gần phía trên này nè. Đó. Để làm được điều đó chúng ta lại tiếp tục tăng cái giá trị offset lên. Giả sử trong lần này mình không có sử dụng offset 1 ly mà mình offset nó lên 1 ly 2 chẳng hạn. Offset 1 ly 2 thì chắc chắn nó sẽ dời ra xa nữa, thì mình phải bù lại bằng cách ship con dao xuống chút xíu. Ship con dao hay gọi là dời dao xuống đó anh em. Utility ha. Nãy là trừ 1, bây giờ mình sẽ dời trừ 1.2, offset 1.2, dời trừ 1.2. Còn tại sao lại giờ trừ 1.2 thì lát nữa mình sẽ nói thêm phần chi tiết nếu anh em muốn tìm hiểu. Nó anh em thấy không? Mình đã dời thêm nó sâu một chút xíu nữa rồi, bây giờ con dao nó sẽ xuống sâu hơn và nó vẫn tiếp xúc được với bề mặt. Quá ngon lành. Đó, bây giờ anh em lượm tiền được rồi. Ok ha. Vậy là cơ bản là mình đã làm xong. Đã cho dao nó tiếp xúc được với bề mặt và bám theo cái bề mặt 25 độ này. Ok. Ồ vậy là xong rồi đó. Video này hình như chỉ có vậy thôi. À, để tăng phần màu mè thì anh em có thể cho nó thêm một vài cái tùy chọn khác như là multi-pass nè. Ví dụ như muốn một bát tinh một bát thô thì có thể chọn thêm một bát thô vô, nhập hai bát vô. À, lượng dư cho bát tinh 0.1 chẳng hạn. Đó. Anh em có thể tính thử để xem nó ra làm sao ha. Nó một bát thô một bát tinh ha. Ok. Và dĩ nhiên không ai chọc thẳng như vậy, chúng ta nên màu mèo chút xíu nữa, thêm một vài đường dao lead in, đường vào dao ra dao cho nó. Nó mình sẽ kích hoạt cái đường vào ra dao này. Này mình sẽ không có đi sâu ý nghĩa của từng cái nha, tại vì nó liên quan đến phần multi axis rồi, mình chỉ biểu diễn thôi. Biểu diễn oh, SP line plan cân. Ok. Rồi. Khai báo rồi chuyển động vào dao ra dao rồi. Đó. Rồi tính thử coi lượm tiền không nha. Quất. Nãy trời ơi đẹp như một vị thần. À, anh em thấy chuyển động vô dao không?
Nó kéo cho anh em coi. Nó lẹn ra nè, lẹn ra nè, quanh về nè. Nó đỉnh cao chưa? Rồi bây giờ mô phỏng cái nha. Mình hay chủ quan, mình chỉ xài cái mô phỏng này thôi à. Với mình hình dung trong đầu mình à. Nhiều khi nó cũng dính chưởng nhiều lắm. Mình không có xài cái phần mềm mô phỏng ngoài. Nó đây là chạy nha. Nè, bát bát thô nè. Ẻn vô cái bát tinh nè. Nó trời ơi đẹp không? Ngon lành. Rồi bây giờ anh em coi thử ở trên video của nó chạy sao nha. Cái này mình mượn máy được của anh bạn mình quen á, nhờ cho anh cho em mượn máy em test thử cái đường giao nó. Anh cho mình mượn, anh Quyền bên công ty QCM. Cảm ơn anh Quyền với lại anh em ở công ty QCM đã dành thời gian cho mình mượn máy để quay phim giùm mình nha. Anh em coi video thử ha. Đó, một con máy gắn bàn xoay, không phải là máy full 50 mà máy gắn bàn xoay cũng chạy đồng thời được là lụm tiền rồi. Đó. Anh em coi nha. Máy chưa Tuấn? Ok đó, anh em thấy không, nó chạy khá là mượt ha. Cái này gọi là 50 thôi chứ thực tế nó chạy có 40 à. Nó tiêu cái nó lắc trục trục B của con máy đó 20 độ cho đúng góc với cái con cái chamfer của mình, xong rồi nó bắt đầu nó quay trục C thôi là ăn tiền rồi. Đó, vậy là khá đơn giản ha. Mình chỉ cần dời con dao ra rồi dời nó xuống đúng bằng cái giá trị mình dời dời ra thôi. Nhưng mà cái này là trong trường hợp con dao này 45 độ nha anh em. Con dao 45 độ thì nó sẽ dời mình dời ra bao nhiêu, mình offset ra bao nhiêu thì mình dời mình ship cái tool xuống bấy nhiêu. Tại vì cái đặc thù ở góc 45 độ nó vậy, nó một cái tam giác vuông cân anh em. Đó. Thì mình sử dụng cái offset này bao nhiêu thì qua cái phần tool ship nó tool ship này mình bù nó lại bấy nhiêu góc 45 độ. Bởi vậy nó đơn giản lắm anh em, không cần phải tính toán gì nhiều. Nhưng nếu anh em mà giờ một cái góc 60 độ thì nó sẽ khác nha. À, nếu mà anh sử dụng cái tool con dao mà 60 độ hay 30 độ thì cái khoảng ship nó sẽ khác với cái khoảng offset. Ok, vậy là video này có như vậy thôi đó anh em, rất là đơn giản. À, một cái tình huống mà anh em có thể sau này anh em sẽ gặp trong thực tế. Và đây cũng là một cái lựa chọn khác để anh em, nếu anh em nhà nào có điều kiện có máy 50 thì anh em có thể nghĩ tới cái phương án này. À, cái việc mà cắt bằng cái con dao chamfer này nó sẽ cải thiện chất lượng bề mặt khá là nhiều ha, so với việc anh em phải chạy 3D. Ok, thì đó là cái nội dung của video ngày hôm nay. À, cái phần sau này á, anh em có thể ngừng ở đây cũng được rồi, coi về đủ rồi. Hoặc nếu anh em muốn tìm hiểu sâu hơn về cái nguyên lý phía sau cái đường dao này á, thì anh em có thể coi tiếp video ha. Phần thứ hai này mình sẽ giải thích cặn kẽ hơn chuyện gì đã xảy ra. À. Ok anh em, cái phần đầu tiên mình đã xong ha, đó là phần mình giới thiệu anh em cái cách mà chúng ta có thể xử lý khi mà chúng ta gặp một tình huống như thế này. Và cái phần thứ hai này á, thì nó sẽ hơi chuyên sâu nghiêng về tính hàn lâm một xíu. Mình sẽ đi sâu vào bên trong coi cái chuyện gì đã xảy ra khi mà chúng ta làm những cái như vậy nha. Ok, cái phần này anh em thấy nó mất thời gian quá, anh em có thể bỏ qua coi như cái nãy được rồi. Đó, thì bây giờ mình sẽ để mà nó đơn giản hơn thì mình sẽ trả cái đường dao này về những cái trạng thái ban đầu ha, chưa có điều chỉnh tinh chỉnh gì hết. Thứ nhất là cái phần offset này mình để về không nè. Hướng dao, điều khiển trục dao thì mình chỉ là cho nó theo vector pháp tuyến của bề mặt thôi, chưa có nghiêng ngả gì hết ha. Nên em thấy hai cái phần tiêu này, tiêu trước tiêu sau hay là tiêu ngang trái phải thì mình để bằng không hết. Rồi qua cái phần linking, cái đường vào dao ra dao mình cũng bỏ hết luôn, đông dư hết nha. Coi như mình không có dùng tới roughing, các bát thô bát tinh mình cũng tắt luôn để cho nó chạy bát tinh không thôi. Và phần utility này, cái phần tool ship, cái phần dời dao lên xuống mình cũng xóa, bỏ luôn đó, để mình đưa cái đường dao về cái trạng thái nguyên thủy của nó. Khi mình anh em chạy trạng thái nguyên thủy chưa có tinh chỉnh gì hết thì nó sẽ như nó ra như vậy, như lúc đầu mình xem đó.
Thì cái hướng của cái con dao nó sẽ trùng với hướng vector pháp tuyến của cái bề mặt ha, tại điểm tiếp xúc. Đó, nó vuông góc về bề mặt như vậy. Ok, để minh họa thì mình có tạo một cái level cho anh em nè. Level số 4 Maintenance Tool đó, đây là minh họa con dao khi mà mình chưa có chỉnh gì hết ha. Đó, anh em thấy mình làm cẩn thận không? Nó rất là chu đáo. Ok, thì đây là cái con dao khi mà mình chưa có chỉnh sửa gì hết, nó sẽ nằm như vậy. Đó, anh em thấy không? Đó, đây là cái điểm đầu tiên ha. Đây, cái điểm đầu tiên. Điểm ngay đầu tiên trước khi con dao nó chạy, nó sẽ nghiêng như vậy. Đó, trùng ha. Bây giờ chuyện gì xảy ra khi mà anh em cho cái góc nghiêng 45 độ cho nó, góc điều khiển trục dao á, tool next control là mình sẽ nhập 45. À, thì chuyện gì xảy ra? Đơn giản thôi. Con dao nó sẽ quay quanh cái điểm tiếp xúc của nó góc 45 độ. Mình sẽ quay cho anh em coi ha, để coi mình cho nó tính cho nó trùng nhau ha. Đó, cái điểm mình vẽ vòng tròn này tượng trưng cho cái điểm mũi dao nè. Mà nó cũng là điểm tiếp xúc trong trường hợp này luôn đó. Đó, bây giờ mình sẽ xoay 45 độ nha. Kịch 45. Đó, đây là những gì xảy ra khi mà chúng ta nhấn nút calculate tính toán ha. Đó, đầu tiên sẽ nghiêng cho chúng ta 45 độ như vậy. Ok. Giờ mình tính thoại thử coi đúng không nha. Đừng gọi em giờ này, em có điện thoại. Tính nè. Nó sau khi mình nghiêng dao 45 độ mình coi nó đúng cái mình vẽ không nha. Nó thấy chưa? Ghê chưa, ghê chưa? Đó anh em thấy không? Khi mà mình nhập góc tiêu 45 độ thì con dao nó sẽ ra như vậy. Nó sẽ quay con dao quay cái phương của trục dao một góc 45. Đó thì nó sẽ y chang như cái mình vẽ ra cho anh em nè. Đó mình quay sau thì cái con dao nó cũng quay vậy ha. Đó thì hồi nãy khi mình quay thì con dao sẽ bị cọ cái phần trên này của chi tiết này. Đó. Thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo khi mà mình offset nó 1:2 à, khi mà mình chỉnh offset 1:2 thì chuyện gì xảy ra ha? Đây, offset nó ra ngoài. Đó. Khi mà mình offset nó ra ngoài á thì con dao này nó sẽ bị nó dời ra xa cái đường mình chọn ra một cái khoảng mà mình nhập đó là 1:2. Đây là dài nhiêu đây. Đây mình có một cái đường vẽ sẵn 1:2 này để mình biểu diễn cho anh em coi. Mặt kích thước cho anh em nha. À, mặt kích thước là đây là kích thước nha. Đó, anh em thấy không? Đây là cái khoảng này là 1:2 nè. Rồi ha. Bây giờ mình tính thử coi đúng không nha. Theo cái tính toán của mình á thì con dao á nó sẽ dời ra đây, đó, đúng một đoạn 1:2 giờ mình tính nha. Thì cái tâm dao mới nó sẽ nằm ngay đây nè anh em. Ồ, đã có cái hình tròn này. Hai. Vậy cho anh em coi nha, nó. Sau khi nó nghiêng góc 45 độ rồi mà mình nhập offset 1:2 thì chắc chắn con tool của mình nó sẽ dời qua bên một bên 1:2. Đó, giờ mình tính thử nha. Nó nè, thấy không? Đó là những gì xảy ra bên trong phần mềm nha. Đó, thì sau khi nó tiêu, nó rotate cái vector trục dao rồi, nó thì nó mới dời cái nó sẽ mới mới offset nha anh em. Chứ không phải nó offset trước rồi nó xoay trục dao nha. Đó thì cái trình tự nó sẽ như vậy. Đầu tiên nó sẽ quay cái trục dao trước quanh cái điểm tiếp xúc cũ này. Ừ. Sau khi quay rồi, nó mới dời cái dao vô trong bằng giá trị chúng ta nhập. Đó. Xóa cái này đi. Quay ha. Đó, thì bây giờ mình sẽ dời con dao qua 1:2. Rồi sẽ xem chuyện gì xảy ra tiếp theo. 1:2 đây, đó, nó sẽ dời cái điểm này. Đấy. Xóa cái con cũ đi. À, đây là con mới ha. Đó, thì đây, sau khi mình nghiêng 45 độ vào 1 giờ 1:2 thì con dao nó sẽ như thế này. Đó, xuống nè, chạy nè. Ok ha. Ồ, mời khách tiếp tục nha. À, rồi bây giờ sau khi chúng ta dời ra ngoài rồi đó thì bây giờ chúng ta phải dời xuống đó. Shift tool nó nghĩa là nó sẽ đẩy cái tool lên hoặc xuống dọc theo trục dao ở vị trí hiện tại ha. Nó để anh em muốn đẩy xuống bao nhiêu thì chắc chắn
anh em mà đẩy làm sao để cho cái đường tiếp xúc nó quay trở lại như cũ như vậy. Thì trong trường hợp này như mình nói hồi nãy rồi, do cái góc đó là 45 độ nên nó đơn giản. À, đây mình quay cái này. Anh em giờ nó xuống oh shit. Đó, anh em sẽ dời nó xuống một đoạn đúng bằng cái khoảng offset 1.2 ly này. Đó, 1.2 này mình offset ra bao nhiêu, mình dời đúng bao nhiêu, tại vì cái góc này 45 độ nha anh em. Nhắc lại lần nữa là 45 độ mới chơi vậy được nha. Còn nếu mà nó không phải 45, cái dao không phải 45 thì anh em phải tính á. Lượng giác gì đó anh em. Đó, bây giờ mình thử mình xếp xuống 1 ly 2 coi nó đúng cái con dao của mình không nha. Đó. Quên, chưa chỉnh. Giờ bây giờ mình áp áp dụng cái shift tool vô nè. Bây giờ mình sẽ shift nó xuống trừ 1.2 trừ 1.2 trừ là nghĩa là nó shift xuống phía dưới anh em, nó dời xuống con dao xuống phía dưới. Đó, tính lại cái nè. Đây, kịch. Nó anh em thấy không? Đúng là cái điểm mình chọn luôn. 1 ly 2. Đó, điểm tiếp xúc đã quay trở về ban đầu. Đó, thì cái đó để mình muốn nói rõ hơn cái phần này để anh em biết là nó sẽ hoạt động theo nguyên lý nào nha. Còn chữ các em cũng không, các anh em không cần quan tâm lắm cái phần này. Đó. Thì nó sẽ từ đây và nó dời xuống cái điểm này. Nó đúng 1 ly 2 luôn. Vậy ha anh em ha. Đó. Đó là nguyên lý của cái tool, cái những cái gì mà mình làm nãy giờ. Anh em đầu tiên sẽ chỉnh cái góc thiêu, cái góc nghiêng dao cho nó phù hợp để coi cái bề mặt, cái mặt vát của con dao nó áp vô cái mặt vát trên chi tiết của mình. Sau đó anh em có thể dời con dao ra ngoài để cho nó thay đổi cái vị trí tiếp xúc. Anh em luôn muốn là đẩy cái vị trí tiếp xúc lên, càng lên phía trên là càng tốt, bởi vì chỗ đó vận tốc cắt nó cao á, bề mặt nó đẹp hơn. Đó, khi mà anh em dời con dao ra ngoài bằng cách nhập giá trị offset đó, thì anh em phải bù trừ cho nó trở lại. Mình lấy đi của anh ta thì mình phải trả về cho anh ta. Đó, thì mình lấy bao nhiêu mình trả về bao nhiêu, nó là ăn thua ở cái con dao của anh em nha. Nếu mà con dao ở góc mà nó khác thì anh em cái khoản ship nó chắc chắn sẽ khác cái khoản offset của mình. Ok, lúc đó anh em tự tính nha, mình cũng chưa thử bao giờ nữa. Anh em tính thử coi sao. Vậy là xong rồi đó anh em. Nội dung hôm nay chỉ có vậy thôi, hy vọng anh em có thêm những cái kiến thức bổ ích. Có thể nó không giúp đỡ anh em gì trong lần này, nhưng mà sau này có khi anh em gặp thì sao, mình có thể có vài cái hay ho để mình múa lửa. Ok nha, vậy chào tạm biệt anh em nha. Cảm ơn anh em đã ủng hộ kênh và video của mình. Chúc anh em cuối tuần vui vẻ. Bye bye nghe.